Khi mọi người hành trình lấy con ốc bạn ủi nó gian nan kinh khủng luôn. Sau khi mình phơi hơn nửa ngày trời thì cuối cùng mình thấy nó cũng không có ra mọi người. Càng phơi nó càng hụt vô thì mình nói ba mình á là đem vô để cho ba mình nại ra luôn. Mà công nhận cái con này nó sống dai kinh khủng luôn mọi người ơi. Để nửa ngày và một đêm rồi á nhưng mà nó vẫn còn sống nha. Lúc này ba mình với em mình á lôi đầu nó ra nhưng mà cuối cùng lôi cũng đâu có được đâu. Vì càng lôi á thì nó càng rút vô á. Cái sức con ốc này nó cứng kinh khủng luôn. Lần trước thì mình cũng lấy kiểu này nè nhưng mà lấy đâu có được đâu mọi người. Vừa đụng vô là nó rút mạnh vô luôn. Lúc đó trộm chẹo tay luôn á. Lúc này ba mình với em mình nói là thôi kiểu này chắc là lấy ra không có được rồi. Bây giờ nếu mà kéo mạnh quá thì nó sẽ bị đứt đầu ra luôn. Cái mình nói là nhà mình có cái búa sắt á, hay là chuyện gì đến cũng đến thì mình kêu ba mình đập đi.